chào bà con, tên tôi là Đồng Xuân Bảy ở Cẩm Hoàn, Thanh Sơn. Gia đình thường mọi năm vẫn trồng các loại cúc để phục vụ nhân dân, cũng là phục vụ Tết Tân Sửu. Có đủ các chủng loại cúc, các màu, rồi có cả dơn. Trong những ngày lễ Tết cũng như là những ngày thường, tuần rằm thì gia đình vẫn phục vụ bà con nhân dân để mọi người đến mua buôn, rồi mua lẻ. Em mong mọi người ủng hộ vợ chồng chúng tôi. Xin chào mọi người.